Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về vài cái địa hàng nổi tiếng của thế giới. Và cái địa hàng này nó là nguyên zin mới chầm chầm, nguyên zin luôn nha anh em, nguyên bản luôn. Thì em có vài cái chủ đề này dành cho những anh em mà yêu thích cái âm thanh và đĩa than. Và những cái thập niên nó tầm khoảng 60 thì những cái đĩa than này rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì em sẽ gửi đến anh em xem cái chủ đề đây. Đấy, những chủ đề rất là tuyệt vời ha. Những cái chủ đề của ban nhạc APA. Rồi mình sẽ gửi đến anh em xem một cái khui ra cho anh em xem nha. Một cái này chưa khui, từ Mỹ về. Vâng, em Tùng xin cảm ơn anh em. Và một đĩa này cho anh em chơi Tết 1 triệu đồng. Cảm ơn anh em.